cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình Kim Tiền Sát Phạt ngày hôm nay, và anh Nguyễn Thanh Vũ đang chia sẻ cách tính công thức trừ gap, tính phần trăm để chúng ta nhận biết được thị trường khi nào break down thật và khi nào là fake down. Thì các Tường cũng nghĩ là em hoặc là quý vị khán thính giả có một số hay để ý những cái con số thay vì mình để ý cái percentage. Đôi khi cái percent nó rất là nhỏ nhưng mà chúng ta nghĩ là ồ nó rớt xuống mấy trăm đồng rồi thì mình cảm thấy thua lỗ và mình hoang mang, nhưng mà thực sự cái con số mà nó cái thay đổi, cái change percentage nó rất là nhỏ thì em nghĩ là không thành vấn đề như anh Nguyễn Thanh Vũ đã đưa ra cho quý vị biết. Dạ. Và một câu hỏi kế tiếp là gửi đến cho anh Nguyễn Thanh Vũ, đó chính là xin anh có thể giải thích thêm về công thức gap bonus. Kính thưa quý vị, hồi nãy mình nói chút xíu về cái gap bonus, nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi một lần mà quý vị bị kinh nghiệm về cái gap đó, lên hoặc là xuống, thì quý vị nên nhớ rằng lấy cái đó ra khỏi cái công thức của quý vị. Cũng như là trader từ 44 đô gap down tới 36 đô thì khoảng cái 8 đô la phần đó. Yeah. Trong cái 8 đồng đó vì phải lấy nó ra khỏi công thức của quý vị. Bởi vì chỉ tính là 36 đô và đánh xuống thôi. Như vậy thì nếu mà một cái cổ phiếu mà correction 10 tới 15% trong một cái trending vẫn là good percentage. Bất cứ một cái trend uptrend nào mà cổ phiếu nó correction chỉ có 10% thôi, cái thưa quý vị, tới 15% nó là healthy stock, mình nhớ điều đó. Nếu mà nó tụt xuống hơn cái 30% á, thì là cái đó mình mới tính được. Bảo phải 30% của include cái gap, không phải vậy. 30% là từ lúc nó mở cửa ra và nó đánh xuống 30% thì lúc đó mình mới tính là cái stock nó rớt như vậy. Cho nên trên nguyên tắc trader nó chỉ correction được khoảng có 10-15% thôi, thưa quý vị. Cho nên 10% đó là healthy. Cho nên 31-32 đồng is perfect entry level. Nếu quý vị không vô ngay cái level này thì nó sẽ rebound lại rất là mau, và có thể nó rebound lại, nó close xuống cái gap 40 mấy đô, và nó sẽ không có ngần ngại mà nó break out được 56 đô, thưa quý vị. Đây là cái bước đường kế tiếp của nó. Facebook cũng vậy. Sau tất cả những cái operation problem này, những cái issue về politics này, Facebook sẽ trở lại, mà không có đơn giản mà chỉ trở lại 220 đô đâu quý vị, nó sẽ trở lại 350 đô rất là mau. Cho nên đây là những cái mà quý vị nhớ rằng những cái gap này là nó là bonus cho mình, cho nên mình giống như là no man's land, không cần phải suy nghĩ tới, mình mua rồi nó tự động nó cũng fill cái gap anyway. Yeah. Cho nên nó gap down như vậy nó sẽ trở lên, nó close cái gap. Cho nên quý vị ngồi không mà hưởng thụ thôi. Cho nên đây là những cái bonus. Đây gọi là những cái cơ hội mà chúng ta nên đầu tư vào. Đúng rồi. Tại vì chúng ta hay lo lắng khi mà thấy thị trường đỏ máu quá thì hoảng sợ bán tháo bán túng đúng, ra đúng. Nhưng mà thực chất những cái người như anh Nguyễn Thanh Vũ đã có nhiều năm kinh nghiệm sát phạt trên thị trường là khuyên chúng ta nên mua vào và chờ thời cơ, phải không anh ạ? Đúng rồi. Thì như mà nói là cái selection không phải có. Yeah. Thì cái selection nó là đơn giản như vậy, tức là lúc nào mà cái cổ phiếu nó pull back 10 tới 15% và nó stay và nó form cái support ngay đó thì đó là cái entry level của mình. Cho nhớ rằng không include cái 30% rớt của nó. Yeah. Cái 30% gap down là không có tính trong cái formula đó. Cái trừ cái gap ra. Yeah. Dạ vâng. Và kính thưa anh, tuần này những cổ phiếu nào chúng ta có thể mua vào được phải anh? Kính thưa quý vị thấy tuần trước thì chúng ta thấy AMD nó break out rất là mạnh. Earning của AMD ra xong rồi thì là nó gap trên 17 đồng. Và rất là may mắn là nó close luôn cái gap trong ngày luôn. Cho nên tôi nghĩ rằng nó sẽ không có trở lại đến để cần phải close cái gap đó nữa. Và đó là những cái cổ phiếu mà tôi rất là thích. Khi mà mình mở cửa trên cái 17 đồng, chỉ không có trên bao nhiêu, trên dưới 50 cent thôi, thì mình trở ngược lại ngay lập tức trong vòng 15-20 phút, mình close cái gap đó liền đi. Để mà mình không cần phải worry about cái gap đó nữa. Có nghĩa là nó đã fill cái gap rồi thì tự động nó sẽ quay ngược lên và nó sẽ tiếp tục lên. Thì mấy ngày nay tôi không có thấy ngày nào mà AMD nó xuống cả, mà sáng này nó cũng đã lên tới khoảng 21 đô, xin lỗi 20 đô plus, thì khoảng 20 đô rưỡi. Thì tôi nghĩ AMD sẽ continue to lên được khoảng 24 đô hoặc là trong 10 ngày, bây giờ so far là 5 ngày rồi. Nếu mà 5 ngày nữa mà nó vẫn chưa lên tới 24 đô thì theo kinh nghiệm của tôi cũng phải bán, thì tôi đi đánh một cái stock trong cái 10 ngày cycle mà thôi. Thì cái 10 ngày cycle đó thì mình phải exit, thì mình take profit hoặc là mình take money off the table. Xong rồi để cho nó có cơ hội nó consolidate trong 10 ngày rồi mình sẽ tiếp tục mình coi nó hướng nào rồi mình sẽ bước vào mua. Thì sau khi cái 10 ngày consolidation của AMD thì tôi nghĩ nó sẽ có những cổ phiếu khác nó sẽ bắt đầu rebound. Trong tuần này thì chúng mình thấy sẽ có cổ phiếu như là Roku, trong 10 ngày nữa nó sẽ ra earning. Roku sẽ chuẩn bị breakout too. Cái pullback của Roku rất là healthy, cái thưa về từ 52 đồng mà xuống khoảng có 44-45 đồng. Yeah. Và perfect level, tại sao nó pullback chỉ có 15% thôi, mà cái 15% pullback đó là perfect entry level, mà không phải là pullback một ngày quý vị, nó là pullback trong 10 ngày cycle, có nghĩa là ngày hôm nay là ngày thứ 10,
thứ 9, ngày mai là ngày thứ 10 để chuẩn bị một cái new cycle upside. Cho nên nếu mà mình vô không kịp có thể mai sáng nó sẽ gap up nó, hay là ngày mai nó có thể nó break out above 50 anyway. Cho nên mình khi mình mua là mình mua trong cái lúc nó đang correction, chứ còn bây giờ nó gap rồi vì theo cũng không kịp thôi anyway. Thì tôi nghĩ đó là cái điều quan trọng. Và lại trong 10 ngày nữa thì là robust earning. Nhưng mà thưa anh, ví dụ nó ra earning mà nó bị xuống như là Facebook, Twitter thì sao ạ? Ok, mình có hai cái vấn đề rất là quan trọng tôi đã nói với quý vị rồi rất là nhiều lần. Facebook tôi không bị đụng tới. Tại sao? Tại vì tôi nói với quý vị rồi, khi mà tôi đánh Facebook tôi đánh lên đến khi nào trước ra, khi ra ngày earning mà nó hit new high đó thì tôi phải đi ra. Tôi đã dặn cái này rất là nhiều lần. Khi mà cổ phiếu nó hit new high nhá, trước khi cái ngày earning quý vị phải exit regardless. Còn nếu mà nó correction trước cái ngày mà nó ra earning, cũng như là trước ngày ra earning AMD đánh xuống rồi, đánh xuống hết gần cả 15%. Là mình có thể chắc chắn là hơn. Là mình mới sao thấy nó release hết pressure rồi, nó expect the worst trong cái formula đó rồi. Cho nên bây giờ có ra mà earning không có meet expectation nó cũng chẳng ăn thua gì, nó đã tính vô rồi. Thì cũng vậy, Roku cũng vậy. Nếu mà Roku đây đến ngày earning mà nó đánh lên tới 60 đô trước ngày earning thì quý vị phải đi ra. Ra trước ngày earning xong rồi để coi thử nó ra sao rồi mình mới tính tiếp. Mình tính tiếp. Còn bây giờ thí dụ bây giờ như mà đây đến lúc ngày earning của chỉ còn khoảng 10 ngày nữa mà nó lên bình vào khoảng cứ 50-51 đồng thì quý vị không sao. Tại sao? Tại vì nó bình thường thôi, nó chưa có một cái expectation gì cao độ cho cái earning, cho nên nó vẫn là đâu đó hết. Cho nên tôi nghĩ rằng cái gì cũng vậy, hãy mà người ta đòi hỏi quá cao thì mình phải đi ra, người ta đòi hỏi quá thấp thì mình phải đi vô. Cái vậy thôi, các nó tùy vào cái expectation của thị trường cho cái cổ phiếu của mình. Thì đó là cái điều mà cần thiết mà mình phải làm. Trong cái giai đoạn mà earning, nhớ bất cứ một cái earning nào mà khi mà cổ phiếu nó đánh vô mà đánh vô on the high side đó mà trước khi ra earning một ngày đó quý vị phải đi ra, nhớ điều đó. Đừng bao giờ mà ôm ấp nói rồi và thấy cái momentum nó mạnh quá thì khi là cái bay thấy, vô thấy cái momentum nó mạnh quá thôi, thấy người ta cứ mua ào ạt, mình nghĩ chắc là ngày mai earning ra là phải ngon rồi chứ người ta mới ào vô mua. Thường như vậy. Là như vậy, em nghĩ là mình phải đi ngược lại với cái tâm lý của thị trường á. Cái gì mà thị trường nó đã đánh vô rồi quý vị không thể nào còn cái gì để mà đánh vô nữa, cho nên mình phải vị trí vô những cái nào mà họ còn room cho mình đi vô thôi. Đó là cái phần quan trọng của vấn đề mà trading. Dạ vâng, và tiếp theo là anh cũng có nói là Twitter cũng nên mua vào đúng không anh? Roku nữa. Twitter cũng vậy quý vị, 31 đô ngay cái level này là perfect entry perfect level entry, dạ. còn Roku thì cũng vậy quý vị, người ta cũng earning trên đà đi ra trong tuần này tuần tới thì bây giờ cũng vậy thôi, tất cả mọi người đều ra xả nó ra hết, bây giờ nó xuống còn 50 đô rất là dễ vô. 50 đô là hầu như là lúc mà cái đà lên nó chúng tôi đợi 50 đô không bao giờ có được xảy ra nữa, tại vì nó đang đi tới gần 60 đô 70 đô, nó đi ào ạt, mình không có đà để mình vô, mình không có nào mình đợi được. Nhưng mà khi mà nó xuống tới 52 mình thấy thích rồi, mà bây giờ xuống tới 50 thì tôi thấy nó còn sướng hơn nữa. Nó là một cái đà perfection để mình entry, nhất là những cổ phiếu mà nó IPO mới IPO, các thưa quý vị, cái lúc ban đầu IPO nó rất là volatile, tại vì nó không có trending rõ ràng, chưa chắc chắn, cái gì nó cũng phải đi theo cái earning bình thường thôi. Thì tôi nghĩ là cái earning bình thường cũng không có gì và ý nghĩa nó quan trọng cả. Cho nên á, thật sự ra cái technical ban đầu, hãy mà nó pullback đủ để mình entry level của nó trước ngày earning thì mình phải speculate thôi. Thì mình nói năm thôi thì cũng không đúng, tại vì nó thật sự ra Doku nó có product, có sản phẩm và mình phải đánh theo cái product và cái user base của nó thôi, các thưa quý vị. Trong thị trường bây giờ thì Doku là độc quyền. Tôi không nghĩ có một cái tổ chức nào mà ra mà độc quyền cái thị trường này, cho nên Doku hầu như là completely control cái thị trường của online signature cả. Wow, vậy sau này nó sẽ rất là mạnh, em bảo đảm luôn. Thì bảo đảm bây giờ quý vị vô mua 50 đô thì you can be wrong for the next 5-6 months. Nhưng mà các tường cũng thắc mắc là ví dụ em mua 50 đồng nhưng mà nó còn rớt xuống nữa, nhiều người tâm lý nghĩ là ồ nó sẽ còn xuống nữa, người ta chờ đợi, người ta chưa mua, thì có nên không anh? Trong cái giai đoạn này có hai cái công thức, mua có nghĩa là mua. Mua có nhiều cách mua đó, vậy như tôi nói rồi, khi mà mình chưa chắc chắn một cổ phiếu thì mình bán put nó đi chứ đừng có mua. Thì bán put là gì? Thí dụ bán một cái put thật là xa, thí dụ mình bán cái put khoảng cỡ tháng 12 gì đó, thì bây giờ nó không lên không xuống gì, nó đi ngang quý vị cũng lời như thường. Mà nếu mà nó đi xuống chút xíu thì quý vị bị exercise, thì quý vị mua cái stock thôi, mình bỏ tiền ra mua stock nhưng mà mình đã lời cái premium rồi. Mà cái premium của Doku mà 50 đô là ít nhất phải là 4-5 đồng, tức là quý vị đã có cái cushion 4 đồng ở dưới rồi, có cái lời rồi, nên là đã lời 4 đô cho mỗi cái cổ phiếu rồi. Cho nên trên nguyên tắc mình chỉ ngồi mình vừa đợi mà vừa lấy lời, cho nên tôi nghĩ cái điều đó nó cũng rất là dễ làm chứ không phải cái gì mà khó làm. Cái gì cũng có mạo hiểm, nhưng mà mạo hiểm mình phải tính toán trong cái formula của mình thì nó dễ dàng cho mình hơn. Và nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hay quý vị muốn cần mở tài khoản để đầu tư thì xin quý vị hãy gọi vào số phone của văn phòng là 714-251-6036, sẽ có người hướng dẫn trực tiếp, có nhân viên hướng dẫn và trả lời tất cả các câu hỏi mà quý vị đặt ra. Và quý vị có thể vào trang nhà là ntvfinancial.com để tham khảo thêm.
Và không biết là anh Nguyễn Thanh Vũ có cái câu hỏi hay là giải đáp nào muốn gửi đến cho quý vị khán giả hôm nay nữa không ạ? Vì chúng ta vẫn còn một chút xíu thời gian. Cái thứ quý vị, tôi thì có rất là nhiều câu hỏi khác nữa, cô rất là nhiều quý vị hỏi vào, nhất là quý vị hỏi rất là specific về những cái cổ phiếu, mà nhất là những cổ phiếu mà nó ra earning xong rồi nó rớt, rồi hỏi tôi về cái ý kiến là không biết là tương lai ra sao. Quý vị cũng có thể tự mình đào sâu cái đó, rất là đơn giản. Ví dụ như bây giờ Twitter nó phô bác, thì quý vị có thể bình thường, hồi xưa đến giờ Twitter nó 32 đồng nó vẫn cao hơn hồi lúc nó trade 16, 17 đồng khoảng cỡ 6 tháng trước. Cho dù cái breakdown của nó là breakdown tại vì mình mua hớ nó, hay là mình vì breakdown là tại vì mình sợ nó bát. Mua hớ không có nghĩa là bị bát, thưa quý vị. Cho nên mình mua hớ có nghĩa là mình hớ thôi, hớ không có nghĩa là mình sẽ bị hớ hoài. Thì vì hớ bây giờ nó lên breakout lại thì cũng ok thôi. Cái điều đó cũng có gì quan trọng. Cho nên fundamentally mình phải nhìn cái fundamental của nó. Thì tôi nghĩ rằng là fundamentally thì Twitter is the way to go. Luôn cả Twitter nha thưa quý vị, DBX cũng vậy. Hiện nay DBX là Dropbox chỉ trade có 28 đô la thôi. Tôi nghĩ rằng 28 đô la nó retest lại để nó confirm cái IPO level của nó one more time để chuẩn bị nó break out đến 46 đô. Cho nên quý vị, đây là những cái cổ phiếu mà absolutely have to have in your inventory để mà chuẩn bị cho the next quarter. Thật sự rất là cảm ơn những lời chia sẻ quý báu của anh Nguyễn Thanh Vũ, và chương trình bây giờ cũng đã kết thúc rồi. Quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hãy đừng ngần ngại và gọi vào số phone 714-251-6036. Sẽ có nhân viên hướng dẫn và trả lời cũng như là mở tài khoản để cho quý vị đầu tư. Xin cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Kính chúc quý vị luôn có nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào tạm biệt.